Hoa hậu Hồng Kông đẹp nhất lịch sử, Lý Gia Hân hot thế mà vẫn thua đàn chị. Trong giai đoạn hoàng kim của mình, TVB không chỉ cho ra mắt hàng trăm bộ phim xuất sắc mà còn giúp khán giả tìm kiếm ra dàn mỹ nhân tuyệt sắc thông qua cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Trong hàng chục nàng hậu ấy, khán giả đã tìm ra 5 người có nhan sắc vượt trội nhất. Hãy xem đó là những ai nhé! Quách Ái Minh. Giờ đây, khi nhắc đến Quách Ái Minh, khán giả chỉ nhớ đến việc cô là vợ của ảnh đế Lưu Thanh Vân. Thực tế, khi còn trẻ thì Quách Ái Minh đã là một giai nhân nổi danh của màn ảnh TVB. Cô từng lên ngôi Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1991, từng được nhà đài lăng xê nhiệt tình với các dự án hot cũng khiến Lưu Thanh Vân trồng cây si suốt thời gian dài. Trong cuộc thi Hoa hậu năm đó, đối thủ của Quách Ái Minh đều là những mỹ nhân khét tiếng như Thái Thiếu Phân, Phàn Diệp Mẫn, Viên Kiết Ánh. Thế nhưng, cô vẫn đánh bại tất cả để đăng quang. Ngoài nhan sắc, sự điềm tĩnh tự tin thì học vấn đáng nể của Quách Ái Minh đã giúp cô ghi điểm với khán giả, thành một trong những nàng hậu có học vấn cao nhất thời ấy. Trần Pháp Dung. Trần Pháp Dung đăng quang Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1989, ghi danh khi đã 23 tuổi. Trần Pháp Dung là thí sinh có tuổi tác cao nhất năm. Chút vấn đề nhỏ này chẳng thể ngăn cản bước chân của Trần Pháp Dung trên hành trình giành lấy vương miện Hoa hậu. Chẳng những thế, mái tóc ngắn độc đáo ở khoảnh khắc chiến thắng cũng thành dấu hiệu riêng của cô. Trần Pháp Dung của hiện tại vẫn trẻ trung và xinh đẹp hệt như thuở nào. Đáng tiếc, nhan sắc cùng danh tiếng chẳng giúp nữ diễn viên có được cuộc sống hạnh phúc, giàu sang như cô hằng mơ ước. Thế nên, ở tuổi trung niên, Trần Pháp Dung vẫn sống độc thân. Viên Vịnh Nghi. Một năm sau đó, vương miện Hoa hậu Hồng Kông thuộc về Viên Vịnh Nghi. Năm ấy, cô không chỉ giành vị trí quán quân mà còn ẵm luôn cả giải Hoa hậu ăn ảnh nhất. Vậy là đủ để mọi người biết nhan sắc của Viên Vịnh Nghi xuất sắc đến nhường nào. Thế nên, việc Viên Vịnh Nghi đăng quang cuộc thi năm 1990 không khiến khán giả quá bất ngờ. Cũng vì quá xinh đẹp mà Viên Vịnh Nghi từng có giai đoạn rất kiêu ngạo, thích làm mình làm mẩy với các nhà làm phim. May mắn là khi bước qua giai đoạn tuổi trẻ nông nổi, cô nhận ra sai lầm của bản thân và học cách để thay đổi. Nhờ thế mà Viên Vịnh Nghi đang có cuộc sống hạnh phúc bên soái ca Trương Chí Lâm, và quan trọng nhất là cô vẫn rất trẻ đẹp. Lý Gia Hân. Nhắc đến Lý Gia Hân, đa phần khán giả sẽ nghĩ ngay đến danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông hay câu nói. Ở Hồng Kông có hai thứ không bao giờ phải nghi ngờ, đó là tiền của Lý Gia Thành và nhan sắc của Lý Gia Hân. Quả đúng vậy, bởi vẻ đẹp lai của Lý Gia Hân rất đặc biệt, vừa có nét tinh xảo của phương Tây nhưng vẫn mang đậm nét Á Đông. Sau khi chiến thắng trong cuộc thi năm 1988, Lý Gia Hân sa đà vào chuyện làm bé ba của đại gia chứ không mặn mà với việc đóng phim. Năm 2008, Lý Gia Hân kết hôn với thiếu gia Hứa Tấn Hành và hại sinh một cậu con trai cho nhà họ Hứa. Cuộc sống giàu sang, xa xỉ của Lý Gia Hân khi làm dâu hào môn luôn khiến công chúng ghen tị. Chu Linh Linh. Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao Chu Linh Linh, Hoa hậu Hồng Kông năm 1977 lại đứng đầu danh sách, lấn át cả Lý Gia Hân. Nghe bảo khi Chu Linh Linh đăng quang, khán giả xứ Cảng đã đổ xô ra đường để ăn mừng. Chẳng những được lòng công chúng, Chu Linh Linh còn là mỹ nhân có dung mạo mẫu nghi thiên hạ mà giới siêu giàu Hồng Kông săn đón. Năm đó, khi Chu Linh Linh tham gia cuộc thi Hoa hậu, hai giám khảo xuất thân từ hào môn là Hoắc Chấn Đình và La Khang Thụy đều si mê bà và làm nổ ra cuộc chiến giành trái tim mỹ nhân gây chấn động. Kết quả, Chu Linh Linh chọn cưới Hoắc Chấn Đình và sinh con cho ông. Đến năm 2005, khi nàng hậu ly hôn chồng thì La Khang Thụy liền vội vàng ly hôn vợ để rước nữ thần trong mộng về dinh, còn chia luôn một nửa gia tài cho bà. Năm nàng Hoa hậu này chính là huyền thoại của làng mỹ nhân Hồng Kông, với nhan sắc lẫn tài năng khiến khán giả có khen cả ngày cũng chẳng hết. Giờ đây, mỗi người họ đều có cuộc sống riêng và đa phần đều là hạnh phúc phú quý. Chỉ mỗi Trần Pháp Dung vẫn đang tìm kiếm tình yêu của đời mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì dienanh.net là nơi dành cho bạn.